Câu nói của con thuộc lại là tại Hậu Giang. Có cái gia đình của ông này, ông cần chứ không cần biết tên. Của một cái người này có một cái chuyện lạ trong gia đình là muốn cháy đâu cháy, tự nhiên cháy. Thì cho sư hỏi nè. Kế bên ông ta cái nhà khích bên, hai bên của ông ta có điều điểm này không? Dạ không sư. Nè không nè. Ha. Dạ. Tức là chỉ có ở trong phần đất nhà ông ta. Dạ. Cháy thôi. Dạ, đúng rồi đó sư. Ngoài cái đó ra không có chỗ nào cháy nữa hết. Dạ. Rồi ok, đó là một cái dấu hỏi ha. Dạ. Cái cháy đó là nó cháy làm sao? Cái kiểu cháy nó là cháy làm sao? Con thì con đến đó con chứng kiến là 4 lần trong vòng có 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là người nhà cùng con ngồi canh. Nhưng mà lúc mà nghe mùi khét đó thì tóc chạy. Chạy ra thì bắt đầu là lửa nó bốc lên nó cháy rồi. Tức là rồi, khi phát hiện cháy là đám cháy đã là cháy to rồi. Dạ dạ. Nè cháy to nè. Dạ. Tại vì không có biết nó cháy ở đâu mà mình ngừa được hết. Rồi. Chỉ là con ngồi là canh thôi, chừng nào nghe cái mùi khét là chạy. Rồi ok, chạy thêm tiền. Cái rồi. Dạ. Tức là khi mà nó cháy là không ai biết đâu chứ. Dạ, tới dạ. Chừng nghe cái mùi khét cháy mới biết chỗ đó cháy mới dạ. Chạy ra thôi. Dạ dạ. À, phải không? Dạ. À, rồi. Rồi thêm gì nữa không? Có gì đặc biệt nữa không? Theo mà gia đình thực lại á, có cơ quan chức năng xuống có đặt 5 cái camera. Gia đình thuộc lại. Dạ. Ok rồi. Năm cái camera để giám sát là theo dõi. Nhưng mà đặt cái camera ở đây thì nó cháy ở đằng kia. À. Có nghĩa là chưa có lần nào để bắt được cái hiện tượng mà bắt đầu nó ngúng lên nó cháy hết. Tức là theo ý con nói là có đặt rất nhiều camera. Dạ. Nhưng mà không có cái camera nào mà phát hiện thấy cái lúc nó bắt đầu cháy hết. Dạ. Mà thường thường những cái điểm cháy đó nó núp ngoài sau lưng camera. Dạ có nghĩa là rồi. Nó khỏi cái camera. Và theo con nói con tường thuật a phớt đây tập trung lại cái cho dễ hiểu và dễ trả lời luôn. Dạ. Là nó muốn cháy đâu nó cháy mà không ai biết trước. Dạ không biết được. Rồi. Dạ. Nó có thể trốn được camera, tức là nếu mà có đặt camera là nó trốn camera nó cháy. Dạ. À, camera cũng không phát hiện nổi. Thế phải không? Dạ. Thêm cái hai ha. Cái nữa là khi chúng ta bắt gặp nó cháy là nó đã trở thành cái ngọn tương đối bằng bàn tay rồi. Dạ. Chứ không phải nhỏ xíu như là một cái diêm quẹt nữa. Dạ. Mà bắt đầu cái cháy từ cái diêm quẹt nghe chứ, mới có bằng bàn tay nghe chứ. Rồi. Khi phát hiện đều là cháy lớn hết. Dạ. À rồi. Rồi. Đại đa số là những cái này đã đủ rồi phải không? Dạ. Nè. Sư giảng cho con nghe nha. Dạ. Cái chuyện lạ là tự nhiên cháy. Dạ. Cái cháy tự nhiên này đó, nó phải có cái kích động, nó phải có cái gì đó ha. Yeah. Thì nó mới có thể cháy được. Bây giờ chúng ta nói về hóa học. Yeah. Ha, về vật chất. Yeah. Con phải có đủ cái khí ga hoặc là cái hơi nào đó mà nó gặp oxy hoặc sao đó nó cháy, nó tạo cháy. Yeah. Nó ghim cháy. Yeah. Và tại cái vật cháy đó, nó không phải cháy tùm lum, nó không phải cháy tàn lan ở trong không khí mà nó cháy vô vật cháy. Thí dụ cái quần, cái áo, cái bàn, cái ghế. Cái nào dễ bắt lửa được là nó cháy. Và những cái chỗ mà con để đó, những cái cháy chỗ đó đó, nó đều có những cái tương tự như là những cái dẫn lửa rất là mạnh để cho nó cháy. Không khi nào mà tự nhiên cái bàn nó cháy, cái bàn không bao giờ có. Ha, đó, sư nghe phớt thôi. Sư đã thấy trong này nó có cái giả rồi.
nó cháy từ trên cái gỗ cháy xuống cái bàn. Dạ, ở đây. Cái đó dễ lắm các con ơi, đổ anh con vô, con đổ kề trên nó chạy xuống ha, cái bàn nó tự cháy, không có cần mồi lửa. Nếu con đổ anh con đổ một cái loại chất dẫn nào đó như anh con thì nó cháy vậy đó. Mà khi con thấy nó cháy là nó cháy ở xa xa, khi con chạy lại gần là nó gần như là nó cháy vô củi rồi, cái anh con mất rồi, nó đủ cái lực để cháy củi rồi, cháy gỗ, cháy vải rồi, nó gây một cái trận hỏa hoạn nhỏ rồi, con hiểu không? Yeah. Đó, cái đó nó dễ ớt làm ha, một cái xảo thuật nhỏ làm được rồi, nó chỉ cần một cái đòn bẩy nó đẩy nhẹ một cái có thể phát sinh ở đó, nó để sẵn cái đàn cày đi. À, nó đẩy vừa anh con nhào ra vừa đàn cày sáng vô là nó cháy. Mà khi nó cháy thì cái khu vực đó nó bị cháy tiêu hết, không còn cái dấu vết cái đàn cày hay cái gì nữa, hiểu không? Dạ. Là cái giả rồi. Thêm một cái nè, thầy luận tiếp nè. Các con thấy đó, đại đa số nó đều đã bốc cháy rồi. Dạ. Cái ngọn lửa nó tối thiểu các con thấy nó cũng bằng cái bàn tay, bằng cái rổ rồi, mới nghe tới mùi khét lận. Đây, thì là các con phải thấy ngay từ lúc nó bắt đầu cháy bằng cái diêm quẹt, cái đếm lửa nhỏ bằng một cái sẹt thôi, bằng một cái tre lửa của cái này đó, thì chúng ta mới có thể luận được từ đâu cháy ra. Còn cái này con thấy đống cháy nó cháy rồi, người ta đốt, người ta đi lại bên kia, người ta la, rồi các con chạy ra đó, nó nằm ở hình thức đó đó. Bởi vì người ta có cái cách đốt để người ta giấu các con, để người ta tạo nên một cái điều vui, quyền bí gì đó. Nghe chưa? Dạ. Rồi, nè, thầy giảng đến cái sao cái nè. Giờ ông thấy là cháy to không nè, nhỏ, dạ, dạ. Cho đến cái giai đoạn chúng ta đặt camera. Đặt camera. Dạ. Đặt camera, những cái gốc chết của camera nó mới cháy. Còn những cái gốc mà nó đặt camera mà không thấy cháy, nó cháy theo cái gốc khuất camera, nó cháy toàn là những cái gốc khuất của camera không à. Dạ. Thì cái cháy đó nó được sắp xếp phải không? Nó được né tránh camera phải không? Chứ không phải là muốn cháy đâu cháy nữa, đúng chưa? Đúng chưa? Đó, còn luận ra đó vô là nó cháy nó khôn đến mức độ là nó tránh được camera, thấy chưa? Cái đó lộ tẩy ra đó. Rồi đặc biệt nhất ở trong vấn đề này là vậy, kết luận nè, các con gặp đều là đám cháy rồi, dù to nhỏ các con không có thấy từ lúc nó mới bắt đầu phát sinh, cái kết luận nằm chỗ đó đó, không có gì lạ nữa. Chứ đây theo cái thầy, thầy kết luận rằng cái người này muốn làm trò ma ở đây, muốn làm trò ma hình thức nào, tại sao nhà kích bên ta không cháy, cách một thước đất thôi, không có những cái điều quyền bí đó, bên này bên kia tả hữu không ai có, mà có mình trong đất của ông có. Đúng vậy, tức là ông tạo cái ma quái trong cái phần đất của ông. Cái cơ bản tôi không biết ông cái lý do gì, nhưng mà tôi đi vô sâu hơn cái đồ ông nè. Ông tạo cái linh hiển, ông tạo cái lạ lùng trên phần đất và nhà ông ở ngay từ bây giờ. Để chi? Có thể mai kia mốt nọ khi thần đạo nó nổi lên, ông nhảy theo đó, ông làm thầy. Ông nói cái đất địa này ông đã có linh thiêng rồi. À, nó có điều mà về khoa học giải thích không nổi, rồi không ai giải thích nổi nữa, rồi ông đưa vô thần quyền. Ông nói hồi xưa đã có vị thần cai trị đây rồi, ông đốt nhà đốt cửa hoài đó, bây giờ ông nhập vô ta. Ta bây giờ là một ông thầy giỏi được thánh thần nhập theo kiểu của con ven con veo rồi đó. Thì như vậy đây là một cái mầm mống mới, một cái loại tà đạo tà sư mới bắt đầu hình thành, mà cái hạt này nó mới vừa nảy mầm ở trên mặt đất mà thôi. Cái loại này nè, theo sư đánh giá đó, sư là kẻ chống mê tín dị đoan, mà sư thấy rằng cái nhóm tà đạo này nó xuất hiện bằng nhiều hình thức,
Đây là một cái hình thức của tà giáo nổi lên. Sau này ông này sẽ tự xưng ta đây là một vị thần thánh nào đó nhập. Bởi miếng đất này hiện hữu bây giờ, nó đã có cái linh, cái chỗ đó là cái mấu chốt á. Xin phép thầy, con hỏi thầy một câu này. Rồi. Ví dụ bây giờ thầy á, là khẳng định cái vụ cháy này là giống như một cái sự giả tạo. Dạ. 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 Nhưng mà con thấy như vậy, dạ, thì thầy nói thì con bắt đầu con có cái sự nghi ngờ. Ừ. Nhưng mà con á, là con có thắc mắc như gì nữa. Ví dụ bây giờ con nói là YouTube như tụi con đi. Ừ. À, tạo lên một cái sự kiện để có lại mới có lại. Ừ. Còn đối với gia đình của anh bá này, con có vô tận chỗ con coi là anh là một người bình thường, ở trong nông thôn bình thường. Dạ. Đó giờ cũng không có gian manh gì. Nhưng mà tại sao mà những cái đồ đạc ở trong nhà, ví dụ gối mùng mền chiếu gối nó cháy cháy à? Dạ, cháy cả tủ luôn. Nà. Đó, nhưng hôm nay chẳng giờ ảnh gia đình tự nhiên đốt như vậy. Nà. rồi đi bỏ phí những cái tiền bạc đó. Đó. Cái thắc mắc của con rồi sao con? Cái chỗ đó mới là cái chỗ thắc mắc. Dạ. Cái chỗ đó mới là cái chỗ không tưởng. Thậm chí bây giờ tới gia đình của ảnh con thấy khổ. Nó đến nỗi là người ta còn phải xách đồ lại, người ta cho mùng mền, người ta đó coi chừng à. Cháy hết rồi. Coi chừng à. Ông này muốn kéo cái tình cảm Mạnh Thường Quân à. Nếu mà con nói tới đó thầy chuyển qua một luận cứ khác à. Cố tình làm như vậy để thấy rằng bị đốn tàn mạc ta đây. Mạnh Thường Quân của ta này kêu ồn giúp đỡ à. Coi chừng à, nhào qua cái lý đó nha. Coi chừng á. Có nghĩa là cũng không phải là kêu gọi, nhưng mà cái hàng xóm tự nhiên người ta cho. Dạ. Ai mà kêu gọi, cái hàng xóm người ta thấy tội nghiệp quá, bây giờ nó cháy hết rồi. Trời ơi, ai mà kêu gọi, đồng nào không. Dạ. Có xin người ta tự do. Coi chừng à, nghiêng qua phần đó. Nhưng mà con à, không có bây giờ tất cả bây giờ ta... ví dụ bây giờ cái mền mới của mình mà không ấy mình đem đi đốt rồi người ta cho lại cái mền cũ đắp sao? Bởi vậy như có những cái vô lý các con. Dạ. mới bị lọt vô cái mơ hồ. Dạ. Bây giờ đừng có nói cái chuyện gì khác hết trơn á, chúng ta đi sâu vô vấn đề cháy nè. Dạ. Đừng có nói chuyện nghèo chuyện giàu, đừng có nói chuyện đó, bỏ cái vấn đề này quan trọng nè. Theo những lý luận của sư, con trả lời đi, mày trả lời giùm đi, mày trả lời nổi không? Trả lời nổi hả? Tin còn không, cứ ta nói này là cái dàn dựng để làm láo thôi. Cháy bao nhiêu chục lần mà không lần nào mà thấy tự đốm lửa nhỏ là. Dạ. Hoàn toàn là đám cháy. Cái đó là chính xác là như vậy. Thêm cái nữa, camera đặt 5-7 cái mà nó trốn sau lưng camera nó cháy không à? Cái cháy gì mà khôn à? Dạ. Khôn như con người hả? Miễn nói với sự đi hai cái đó thôi. Nè, còn vấn đề nữa, cháy nguyên do cháy về vật lý hóa học phải có hê hoặc là có vật liệu cháy thì mới tự cháy đó nha, chứ còn đốt rác cũng cháy nữa. Còn cái đồ dẫn dễ ở hả? Anh trai anh con có mấy bạc mấy. Dạ, ngàn bạc. Dạ. Đem về xài 4-5 lần chẹt vô đó một cái đi. Rồi mày kích động sao đó cái nó cháy dễ cháy lắm, cháy chạy luôn. Anh con quý vị đổ dài chừng nào châm lửa ở đây là cái ngọn lửa xanh nó chạy liếm tới đằng kia kìa. Cái chuyện đó không có nói. Cái căn bản là các con phải thấy luôn nó mới cháy đi. Thì hả nói với sư. Dạ. Còn nó cháy thành đốm lửa rồi người ta đốt. Mà cái gì mà đặt 5-7 camera không thấy nó trốn sau lưng. Nó khôn như người ta vậy. Rồi tự nhiên. Dạ. Ở đó trưa nay không ai làm gì tự nhiên cháy ngộ à. Nó có một cái sự quyền bí gì đó làm như nó có một cái sự. Không có quyền bí vậy, có cái âm mưu của chủ nhà thôi. Đó, giống như nó cũng trốn cái camera. Đó. Con thì con nghĩ như vậy đấy chứ. Không có vậy. Cái đó là cái thằng chủ nhà đó. Hoặc ai ở trong gia đình đó đó. Chứ không có. Có nghĩa là trong cái sự cháy này là có sự dàn dựng. Có sắp xếp, có. Dạ. Dàn dựng. Dạ. Chứ không tự cháy được. Dạ. Tự cháy thì sao? Đây thì sao đã nói rồi. Tự cháy mi phải làm sao? Mi phải có cái hơi, mi phải có cái chất dữ liệu rồi mới tự cháy bằng hóa học. À. Trời ơi. Ủa dễ hả? Còn tâm linh ai vô đốt? Hồi xưa nay có nghe nói ai tâm linh mà cái người đó đốt nhà bà kia mà ma quỷ đốt nhà ta không? Không bao giờ có. Dạ, đừng dạ, nói con xin hỏi sư một cái câu này nữa. Ừ. Ví dụ theo sư là như tâm linh
nói về tâm linh đó là có thể là có cái hiện tượng cháy như vậy không? Nó không bao giờ có, xưa nay con có nghe ai nói ma đốt nhà ta không? Ma nhát ta có, ma chồng ghẹo ta có, rồi tại sợ quá nói vậy đó. Còn con nghe ai mà nhà bị cháy ma đốt không, nói mẹ nó đi. Còn có cái này người ta nói bà quả duyên, tức là mẹ bất cẩn bà quả duyên. Cái đó thì có ai nói ma đốt nhà không? Không có. Giật người đó ói mửa được, bệnh hoạn được, cái này kia cái khùng đi được. Có ai nói ma đốt nhà không? Không có, có, đừng nói tao bậy. Rồi còn gì nữa không? Dạ, nói hỏi cho hỏi cho kỹ. Con cảm ơn sư. Vậy ha, kết luận của sư dạ. Là vấn đề này là vấn đề xạo gạt nó giấu. Vậy dạ, vậy con xin phép sư là cái video này là con sẽ đưa lên trên cái cộng đồng mạng để cho cộng đồng mạng người ta nghiên cứu. Có gì đâu. Dạ. Sư nói đây, sư nói tự do. Dạ. Sư nói bằng cái sự hiểu biết của một ông thầy tu, không có mê tín. Yeah. Nếu mà nói chuyện dạy tới trọng nổi, bên khoa học dạy tới trọng nổi thì nó nhào qua tâm linh đó. Yeah. Tâm linh là con ma nào giờ đốn nhà ta xưa nay đi. Đừng có đưa chuyện nó qua tâm linh, mất công nó cãi không có lợi sư đâu. Yeah. Tâm linh hay không là sư nè. Sư là cái người tu đã trên 10 năm sống ở nghĩa địa nè. Sư ngủ mà không có vòng vòng mã là sư không khi nào ngủ được chứ. Sư không khi nào mà tu nổi chứ. Sư sống là giữa nghĩa địa đây nè. Đừng có nói ma, chuyện ma với sư mà công là một hật. Ma công là sư nói nè, mấy con đừng có nói. Rồi thôi chấm dứt ha. Dạ, rồi, một bạn. Mô Phật con vào sư. Dạ.